Điện Kremlin ngày 4 tháng 5, Bác đồn đoán rằng Tổng thống Vladimir Putin định tuyên chiến với Ukraine và tuyên bố tổng động viên vào ngày 9 tháng 5 khi Nga kỷ niệm chiến thắng của Liên Xô trong Thế chiến thứ hai. Cho đến nay, ông Putin vẫn gọi các hành động của Nga ở Ukraine là một chiến dịch quân sự đặc biệt, không phải là một cuộc chiến tranh. Nhưng các chính trị gia phương Tây và một số nhà quan sát đoán rằng ông Putin có thể đang chuẩn bị cho một thông báo quan trọng vào thứ hai mùng 9 tháng 5 tới, với một loạt các kịch bản có thể xảy ra, từ tuyên chiến hoàn toàn đến tuyên bố chiến thắng. Khi được hỏi về đồn đoán này, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói: "Không có chuyện đó, chuyện vớ vẩn." Ông Peskov cũng nói rằng mọi người không nên nghe những đồn đoán rằng có thể có một quyết định về một lệnh tổng động viên toàn quốc. Ông Peskov cũng cho biết Nga đang xem xét các phương án khác nhau, trong khi chuẩn bị đối phó với lệnh cấm vận dầu mỏ của Liên hiệp châu Âu và gọi các chế tài của phương Tây là vũ khí hai lưỡi. Ông cảnh cáo chi tiêu của người dân châu Âu sẽ tăng cao mỗi ngày. Giám đốc điều hành Liên hiệp châu Âu ngày 4 tháng 5 đã đề nghị một lệnh cấm vận dầu mỏ theo từng giai đoạn đối với Nga, chế tài đối với ngân hàng hàng đầu của Nga và cấm các đài truyền hình Nga phát sóng trên các làn sóng châu Âu trong các biện pháp cứng rắn nhất trừng phạt Moscow về cuộc chiến ở Ukraine. Ngày chiến thắng 9 tháng 5 là một trong những sự kiện quốc gia quan trọng nhất của Nga để tưởng nhớ sự hy sinh to lớn của Liên Xô đánh bại Đức Quốc xã trong cuộc chiến mà người Nga gọi là cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Ước tính có khoảng 27 triệu công dân Liên Xô đã thiệt mạng trong cuộc chiến 1941-1945, khiến Liên Xô bị tàn phá nặng nề và hầu hết mọi gia đình Liên Xô đều có người ngã xuống. Trước đây, ông Putin từng dùng các bài phát biểu ngày chiến thắng để châm chọc phương Tây và phô diễn sức mạnh của lực lượng vũ trang Nga thời hậu Xô Viết. Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 4 tháng 5 cho biết Nga đang tìm cách tăng cường độ tấn công ở phía đông Ukraine. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Oleksandr Motuzianik không cho biết nhiều chi tiết, nhưng cho hay Moscow đã thực hiện gần 50 cuộc không kích chỉ trong ngày 3 tháng 5. Vẫn theo lời ông, các cuộc không kích và pháo kích của Nga vẫn liên tục diễn ra tại nhà máy thép Azovstal ở Mariupol, nơi những người bảo vệ cuối cùng của thành phố cảng phía nam Ukraine đang cố thủ. Bộ chỉ huy quân sự của Nga đang tìm cách tăng cường độ cuộc tấn công tại miền đông Ukraine. Ông cũng cho biết Nga đã dùng các hoạt động không quân chiến thuật và chiến lược để thực hiện các cuộc không kích vào các mục tiêu ở vùng Odessa, Lviv và Zakarpattia, cũng như tại Kharkiv, Donetsk và Kirovohrad. Gần 50 cuộc không kích đã được thực hiện, bao gồm cả việc sử dụng tên lửa dẫn đường. Các lực lượng Nga dồn hỏa lực mạnh nhất vào phía đông và nam Ukraine sau khi không chiếm được thủ đô Kiev trong những tuần đầu của cuộc chiến. Phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Ukraine cũng cho biết Ukraine dự kiến quân Nga sẽ tăng cường giao tranh trước ngày lễ gọi là ngày chiến thắng 9 tháng 5 từ thời Xô Viết để ăn mừng chiến thắng trước Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai. Ngày này được tổ chức ở cả Ukraine lẫn Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 4 tháng 5 nhắc lại cảnh báo rằng Nga sẽ tìm cách tiêu diệt các đoàn xe vận chuyển vũ khí từ các nước phương Tây đến Ukraine, vốn đang gia tăng trong những tuần gần đây. Tại một hội nghị các quan chức Bộ Quốc phòng khi cuộc xâm lược của Nga tại Ukraine bước sang ngày thứ 70, mà Nga gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt, ông Shoigu phát biểu: "Hoa Kỳ và các đồng minh NATO đang tiếp tục đổ vũ khí vào Ukraine. Chúng tôi xem bất kỳ chuyến vận chuyển nào của Liên minh Bắc Đại Tây Dương đến lãnh thổ của nước này mang theo vũ khí hoặc vật liệu dành cho quân đội Ukraine đều là mục tiêu để tiêu diệt." Bộ Quốc phòng Nga trước đó cho biết đã làm tê liệt 6 ga đường sắt ở miền đông Ukraine dùng để tiếp tế vũ khí Tây Phương cho các lực lượng Ukraine bằng cách ném bom các nguồn cung cấp năng lượng của Ukraine. Không thể kiểm chứng độc lập tuyên bố vừa kể, vì tuyên bố không cho biết loại vũ khí nào do phương Tây sản xuất đã được cung cấp cho các lực lượng Ukraine thông qua các nhà ga này. Không có phản ứng ngay từ Kiev. Tổng tham mưu trưởng Nga Valery Gerasimov đã có mặt bên cạnh ông Shoigu trong cuộc họp của các quan chức quốc phòng. Hôm 2 tháng 5, Mỹ nói họ tin rằng ông Gerasimov đã đến thăm vùng Donbass phía đông Ukraine tuần trước, nhưng không thể xác nhận tin tức truyền thông rằng ông bị thương trong cuộc giao tranh. Cũng trong ngày 4 tháng 5, Nga nói đã bắn hai tên lửa hành trình Caliber vào các mục tiêu của Ukraine từ một tàu ngầm ở Biển Đen. Bộ Quốc phòng đã công bố đoạn video ghi lại cảnh các tên lửa hành trình được phóng từ Biển Đen và nói
đã bắn trúng các mục tiêu mặt đất ở Ukraine. Trước đó, Nga nói đã tiến hành các cuộc tấn công tương tự từ một tàu ngầm hôm 29 tháng 4. Cùng ngày 4 tháng 5, Điện Kremlin nói không đạt được thỏa thuận nào về cuộc gặp có thể có giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin với Đức Giáo hoàng Francisco để đàm phán về Ukraine. Đức Giáo hoàng Francisco nói trong một cuộc phỏng vấn được công bố ngày 3 tháng 5 rằng ông đã yêu cầu một cuộc gặp ở Moscow với ông Putin để tìm cách chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine, nhưng chưa nhận được hồi đáp. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 4 tháng 5 cho hay sẽ trao đổi với các lãnh đạo trong G7 gồm 7 nền kinh tế tiên tiến trong tuần này về các khả năng chế tài bổ sung nhắm vào Nga về cuộc xâm lược ở Ukraine. Đối với các biện pháp chế tài bổ sung, chúng tôi luôn sẵn sàng áp dụng các trừng phạt bổ sung. Tôi sẽ nói chuyện với các thành viên của khối G7 trong tuần này về những gì chúng tôi sẽ làm hoặc không làm. Tại bang California, các binh sĩ lực lượng thủy quân lục chiến và không quân Mỹ đang tải trọng pháo M-777 Howitzer lên máy bay vận tải C-17 Globemaster III của không quân Mỹ tại căn cứ không quân trừ bị March, theo video do dịch vụ phân phối thông tin hình ảnh quốc phòng vừa công bố. Các khẩu pháo đang được vận chuyển nằm trong khuôn khổ viện trợ quân sự Mỹ dành cho Ukraine. Tuần trước, Tổng thống Joe Biden đã yêu cầu Quốc hội cấp 33 tỷ đô hỗ trợ Ukraine, một sự gia tăng tài trợ đáng kể từ Mỹ dành cho Ukraine trong cuộc chiến chống Nga xâm lược. Cùng ngày 4 tháng 5, Thủ tướng Olaf Scholz tuyên bố Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hoàn toàn tính toán sai lầm trong cuộc xâm lược Ukraine, khiến NATO thêm hùng mạnh. Thủ tướng Đức nhấn mạnh cuộc chiến tại Ukraine đã đưa EU và đồng minh xích lại gần nhau để cùng ngăn chặn sự hung hăng gây hấn của Nga và khiến NATO tăng cường cho sườn phía đông của mình. Liên hiệp châu Âu ngày 4 tháng 5 đề nghị loại bỏ dần dần tất cả nguồn cung dầu thô của Nga trong vòng 6 tháng. Giám đốc điều hành EU đưa ra loan báo này cùng với các chế tài mới đối với Moscow sau cuộc xâm lược Ukraine. Lệnh cấm vận dầu khí Nga sẽ là thời mốc quan trọng đối với khối EU, vốn phụ thuộc mạnh mẽ vào năng lượng của Nga và phải tìm nguồn cung cấp thay thế. Hãy để chúng tôi nói rõ, việc này sẽ không dễ dàng vì một số quốc gia thành viên phụ thuộc mạnh mẽ vào dầu của Nga, nhưng chúng tôi đơn giản là phải làm điều đó. Vì vậy, hôm nay chúng tôi sẽ đề nghị cấm tất cả dầu của Nga vào châu Âu. Bà von der Leyen nói, các sản phẩm tinh chế cũng sẽ bị loại bỏ dần trước cuối năm nay và hứa giảm thiểu tác động đến các nền kinh tế châu Âu. Giá dầu tăng 3% sau thông báo này. EU cũng nhắm vào ngân hàng cho vay hàng đầu của Nga là Sberbank và hai ngân hàng khác, đề nghị loại bỏ các ngân hàng này ra khỏi mạng thanh toán quốc tế SWIFT. Kế tiếp, chúng tôi lại bỏ ngân hàng Sberbank khỏi SWIFT. Sberbank là một trong những ngân hàng lớn nhất của Nga, nắm giữ khoảng 37% toàn bộ lĩnh vực ngân hàng. Và chúng tôi cũng sẽ loại bỏ các ngân hàng lớn khác ở Nga ra khỏi SWIFT. Các đề nghị của Ủy ban châu Âu hiện đã được trình cho 27 quốc gia thành viên của khối để chấp thuận. Một nguồn tin của EU nói với Reuters rằng hai quốc gia Hungary và Slovakia có thể sẽ được phép mua dầu thô của Nga cho đến cuối năm 2023, theo các hợp đồng hiện có. On the contrary.